mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phòng chống sốt xuất huyết không dùng thuốc. Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do siêu vi trùng tên là Dengue gây ra. Bệnh chưa có thuốc đặc trị và thuốc phòng ngừa. Bệnh xảy ra quanh năm, đặc biệt vào mùa mưa, có thể bộc phát thành dịch đe dọa sinh mạng trẻ em và sức khỏe cộng đồng. Bệnh có thể trở nặng bất ngờ gây tử vong cao. Bệnh lây nhiễm do mũi vằn hút máu mang siêu vi trùng của người bệnh truyền sang người lành. Mũi vằn có nhiều khoang trắng ở lưng và chân, thường sống ở những chỗ tối trong nhà như là gầm bàn, gầm giường, hốc tủ, đậu lên quần áo, treo trên vách và chích hút máu người cả ngày lẫn đêm. Triệu chứng sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết thường khởi phát đột ngột và tiến triển qua 3 giai đoạn. Các giai đoạn đó chính là: giai đoạn sốt nóng, người bệnh biểu hiện sốt ở nhiệt độ cao 39-40 độ, liên tục trong 2-7 ngày, có thể đau đầu, đau mình, đôi khi nôn hoặc là phát ban. Giai đoạn xuất huyết, chảy máu từ nhẹ đến nặng, thường xuất hiện vào ngày thứ 2 của bệnh. Có 4 loại xuất huyết ngoài da, tức là trên da chúng ta xuất hiện những vết chấm đỏ hay là vết bầm rải rác ở hai cẳng chân và cánh tay, gan bàn tay, lòng bàn chân, đùi, bụng, màng sườn. Phân biệt với vết mũi cắn bằng cách là căng da chung quanh chấm đỏ. Nếu vết đỏ vẫn còn là do xuất huyết, còn nếu biến mất thì là do mũi cắn. Tiếp theo là xuất huyết ở niêm mạc. Chúng ta sẽ bị chảy máu cam, chảy máu chân răng, mắt đỏ, tiểu ra máu, kinh nguyệt kéo dài hoặc có sớm hơn kỳ hạn. Xuất huyết tiêu hóa, đau bụng, nôn ra máu, đi cầu ra máu tươi hoặc máu cá lợn cận. Xuất huyết não, rất khó nhận biết vì biểu hiện ban đầu không rõ ràng nhưng rất dễ gây tử vong. Ban đầu người bệnh sốt, nhức đầu, ngay sau đó tay bị tê liệt không cử động được, sau đó người bệnh sẽ bị hôn mê rồi dẫn đến tử vong. Giai đoạn sốc, đây là lúc bệnh đã chuyển nặng, thường rơi vào ngày thứ 3 đến thứ 6 của bệnh, đặc biệt lúc người bệnh đang sốt cao chuyển sang hết sốt và có thể xảy ra kể cả khi dấu hiệu xuất huyết không rõ ràng. Dấu hiệu sốc và mệt mỏi li bì hoặc vật vã, chân tay lạnh, có thể đau bụng nhiều, ói và đi cầu ra máu. Thời gian diễn ra sốc thường ngắn từ 12 đến 24 giờ. Cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Ăn bột sắn dây chín, cách làm lấy 10 đến 15 lá trà già 3 năm và 1 đến 2 trái mơ muối 3 năm hoặc 1/4 trái chanh muối 3 năm, nấu với 1,5 chén nước còn lại 1 chén. Lấy 1 muỗng canh bột sắn dây hòa với 1 ít nước cho bột tan hết, rồi đổ chén nước trà đang sôi vào, thấy trong là chín. Nếu chưa chín thì bắt lên bếp đun sôi là chín, nhắc xuống thêm 1 muỗng cà phê nước tương tamari và 15 giọt gừng tươi, khuấy đều uống nóng hỗn hợp này. Xong liền ủ nóng người cho đổ mồ hôi bằng cách trùm mềm hoặc là mặc quần áo dày. Nếu ngồi thiền được để cho đổ mồ hôi thì càng tốt. Ngày ăn 3 chén lúc bụng đói, ăn liên tục trong 3 ngày. Sau đó ăn mỗi ngày 1 chén cho đến khi hết bệnh. Có thể sử dụng chỉ bột sắn dây, nước gừng và muối nếu không có sẵn các thứ kia. Chú ý là trong vòng 1 tiếng không được chạm nước, ra gió, nằm quạt, nằm máy lạnh nên ở trong phòng kín. Cách ngồi thiền cho xuất mồ hôi. Khi ăn xong chén bột sắn dây nóng, liền mặc áo mưa vào và phủ chồng thêm lên người một cái mền nữa, phủ từ vai không phủ lên đầu, hai chân ngồi kiết già, có thể ngồi bán già xếp bằng hoặc ngồi trên ghế thòng hai chân xuống đất mang dép, giữ cho cột sống thẳng gốc với mặt đất, hơi thở tự nhiên nhẹ đều và sâu, nên hít vào sâu tới phần bụng dưới rốn một chút, ban đầu chưa quen thì cố gắng tưởng tượng và thở ra hết hơi trong bụng và trong phổi, ngồi như vậy từ 30 phút đến 1 tiếng, lâu hơn càng tốt, xong nằm xuống vẫn giữ nguyên áo mưa. Và bây giờ cũng trùm mền thêm cho phủ kín đầu khoảng 20 phút. Xong thay quần áo nhanh giữa cơ thể theo như chú ý ở đoạn trước. Ăn cơm gạo lứt, cháo gạo lứt hoặc bột gạo lứt với một ít muối mè hoặc nước tương tamari. Ăn 100% gạo lứt là tốt nhất. Có thể ăn 70% gạo lứt và 30% rau củ hữu cơ hoặc mọc tự nhiên. Không ăn canh trong bữa ăn, uống ít nước khoảng nửa lít một ngày. Ngoài ra có thể ăn thêm cốm gạo lứt, bánh cốm gạo lứt, bánh quy gạo lứt. Tuyệt đối không ăn những thực phẩm mang tính âm như trái cây, đường, sữa, đồ ngọt, thức uống có chất kích thích hoặc có ga như là cà phê, trà, rượu, bia, soda. Ngoài ra người bệnh phải tránh sử dụng những rau củ thịnh âm như cà, măng, giá nấm, khoai tây, dưa chuột, đậu leo, chao, rau sống, thực phẩm ướp lạnh bằng tủ lạnh hoặc đá lạnh. Tất cả thực phẩm nên nấu chín và ăn nóng. Theo quy luật âm dương thì âm có tính trương nở, bùng vỡ, ly tán. Hiện tượng xuất huyết là âm. Do đó, tránh ăn thức ăn uống âm. Thực phẩm âm làm tăng âm cho cơ thể nên gây ra bệnh trầm trọng hơn. Trước khi mắc bệnh thì người bệnh thường có thói quen ăn những thực phẩm thịnh âm nêu trên. Tránh ăn những thực phẩm thịnh âm này cũng là cách phòng ngừa bệnh hiệu quả. Thực phẩm âm sẽ tạo môi trường âm cho cơ thể. Trong khi đó, vi trùng virus nói chung là siêu vi trùng gây bệnh sốt xuất huyết nói riêng chỉ sống được trong môi trường âm mà thôi. Khi môi trường cơ thể âm thì siêu vi trùng này mới xâm nhập sinh sống và phát triển lên được. Siêu vi trùng này không sống được trong môi trường cơ thể dương hoặc là quân bình.
Như vậy, muốn trừ khử ngăn chặn việc xâm nhập của siêu vi trùng sốt xuất huyết không khó lắm, chỉ bằng cách là làm cho môi trường cơ thể chúng ta dương hoặc là quân bình thông qua ăn uống những thực phẩm dương hoặc quân bình như trên và vận động cơ thể hợp lý là được. Sốt là hoạt động tạo môi trường dương cho cơ thể để tiêu diệt siêu vi trùng này. Sốt là phản ứng tự vệ của cơ thể một cách tự nhiên. Cơ thể rất tuyệt vời vì biết được rằng siêu vi trùng này không sống được trong môi trường dương, cơ thể nóng lên nên cơ thể tạo phản ứng để diệt chúng. Uống thuốc hạ sốt là tự giúp vi trùng virus tiếp tục tồn tại trong cơ thể mình, sau đó để chúng phát triển nhiều hơn, gây bệnh trầm trọng hơn. Do đó, cơ thể phải tạo phản ứng sốt cao hơn. Đó là lý do tại sao lần sốt sau cao hơn lần sốt trước và làm co giật ở trẻ khi bị sốt cao, nghĩa là lúc này chúng đã tấn công đến não. Ăn bột sắn dây nóng là cung cấp thêm sức nóng cho cơ thể để diệt siêu vi trùng này. Ăn lúc còn nóng gần như phỏng lưỡi chứ ăn khi nguội thì tác dụng rất là thấp. Ăn nóng như vậy còn giúp cơ thể đổ mồ hôi, tức giúp thải ra ngoài các độc tố do siêu virus này tạo ra cũng như đẩy chúng ra khỏi cơ thể. Cách trên rất hiệu quả đối với bệnh sốt xuất huyết mà lại ít tốn kém và dễ thực hiện. Trong các tiệm thực dưỡng có bán bột sắn dây, mơ muối 3 năm, chanh muối 3 năm, tương tamari, lá trà 3 năm, gạo lứt v.v. Những người ăn theo thực dưỡng rất hiếm khi mắc phải bệnh này, chỉ môi trường cơ thể của người thực dưỡng không phù hợp cho loại virus này sinh sống. Một chị ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây một tháng thì chị đã bị sốt xuất huyết và chị tự chữa trị bằng cách như trên đã hoàn toàn bình phục rồi. 3 ngày đầu chị bị sốt kèm nhức mỏi toàn thân, đau đầu, mắt đỏ. Chị ăn bột sắn dây và ngồi thiền mỗi ngày một lần. Mỗi lần chị ngồi từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Đến ngày thứ tư, thứ năm, người chị bắt đầu xuất hiện những chấm đỏ trên da và bao phủ toàn thân, từ trên mặt xuống đến dưới chân luôn. Sang ngày thứ sáu, tất cả vết chấm đỏ này biến mất, không để lại một dấu vết gì và trả lại làn da bình thường như trước đây. Các triệu chứng khác cũng biến mất. Sau ngày thứ sáu, các khớp ngón tay hơi sưng mập hơn bình thường một chút và cảm giác ngạt ngạt khi cử động. Trong những ngày bệnh thì chị chỉ ăn cơm gạo lứt mà không ăn bất kỳ thực phẩm nào khác và uống khoảng nửa lít nước. Đến ngày thứ 10, chị hoàn toàn bình phục. Trong 10 ngày, chị vẫn đi làm việc bình thường, vẫn giữ tất cả sinh hoạt thường ngày. Buổi sáng vẫn đi ra ngoài tập thể dục. Chị luôn giữ tinh thần lạc quan vui vẻ, không những chị mà những người khác cũng tự chữa lành bệnh sốt xuất huyết theo cách như trên. Ha ha ha,